Tôi quen với điều này rồi, quen luôn rồi. Ok, thì các bạn sẽ có câu trúc là to be used to. Alright, ví dụ là tôi quen với cách sống của Hồ Chí Minh. Oh, you know what? I am used to Hồ Chí Minh lifestyle. Đó, là tôi quen ăn với đũa rồi. Là I am used to eating with chopsticks. Ok, hoặc là tôi quen với cái sự phàn nàn của ấy rồi. Oh my god, you know what? I am used to with her complaint. Alright. Thì các bạn có sử dụng là to be used to, quen với việc gì đó mà cái điều đó đã xảy ra lặp đi lặp lại và nó quen luôn rồi ha. Thì bạn cứ dùng là I am used to. Sau đó chúng ta sẽ cộng với là một cụm, hoặc là một cụm nha, một cụm nha, hoặc là một cái danh từ ha. Ví dụ, hai cái ví dụ nữa cho để làm rõ ha, là tôi quen thức đêm rồi. Thì các bạn sẽ có cấu trúc là oh, you know what? I am used to stay in up late. Ok, vậy đi sẽ cho mọi người một câu đố nha, đó là oh, tôi quen với việc dậy sớm rồi. Thì các bạn sẽ nói như thế nào nè? Write out and I'll check with you by the end of this week. And I'll see you next time, my friend.